Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 6, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web OLM.VN. Các em thân mến, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu phần còn lại của bài Thực hành tiếng Việt thuộc chủ điểm Nuôi dưỡng tâm hồn. Trong video trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu bài tập số 1, 2 và 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện bài tập số 4. Viết một câu văn sử dụng nhiều vị ngữ với mục đích mở rộng nội dung kể hoặc tả về một đối tượng nào đó. Bây giờ, nhiệm vụ của các em là sẽ viết một câu văn, trong đó có từ 2 vị ngữ trở lên và tất cả những vị ngữ này đều để nhằm kể hoặc tả về đối tượng đã được nói đến trong vị ngữ. Khi viết câu thì các em cần lưu ý viết đúng cấu trúc câu có một chủ ngữ và nhiều vị ngữ. Câu cần đảm bảo có tính logic về mặt nghĩa của từ và câu có tính thẩm mỹ, tránh sử dụng ngôn từ tiêu cực hoặc thô vụng. Chúng ta không nhầm lẫn với việc đặt thành một câu ghép, bởi một câu ghép có từ 2 với câu trở lên, chứ nó không phải dạng câu có một chủ ngữ nhưng lại có nhiều vị ngữ như kiểu câu mà chúng ta đang cần đặt. Vậy bây giờ, các em hãy tìm giúp cô một câu văn đáp ứng được yêu cầu của đề bài qua câu hỏi tương tác sau. Cô có thể nêu ra một số câu văn đáp ứng được yêu cầu của đề bài, đó là: cậu bé bước vào phòng, khẽ cúi chào mọi người rồi lặng lẽ ngồi xuống. Trong câu này, cậu bé là chủ ngữ, bước vào phòng là vị ngữ 1, khẽ cúi chào mọi người là vị ngữ 2 và lặng lẽ ngồi xuống là vị ngữ 3. Chúng ta cũng có thể đặt một câu đó là: cô ấy vừa xinh đẹp, lại khéo léo và nổi tiếng nết na nhất vùng. Cô ấy là chủ ngữ, xinh đẹp là vị ngữ 1, khéo léo là vị ngữ 2 và nổi tiếng nết na nhất vùng là vị ngữ 3. Như vậy là chúng ta đã có được 2 câu văn sử dụng nhiều vị ngữ với mục đích mở rộng nội dung kể hoặc tả về một đối tượng. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 5. Đọc đoạn văn sau. Cũng có khi khói vui hơn niềm vui của người. Làng có đứa bé mới chào đời giữa một ngày đông buốt giá. Trong bếp, ngọn lửa nhảy nhót reo vui phần phật, khói bay lên qua mái nhà rất nhanh, rất cao. Bài tập này có 2 yêu cầu như sau. Yêu cầu thứ nhất là tìm các từ ngữ được dùng theo biện pháp nhân hóa trong đoạn văn trên, và yêu cầu thứ hai là nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp nhân hóa trong đoạn văn đó. Chúng ta sẽ cùng bắt tay vào nhiệm vụ A. Trước khi cùng thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức về nhân hóa. Vậy bây giờ, các em hãy cho cô biết nhân hóa là gì? Nhân hóa là gọi vật hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người, làm cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối trở nên gần gũi với con người và đồng thời biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. Có 3 loại nhân hóa, đó là dùng từ ngữ vốn gọi người để gọi vật. Thứ hai là dùng từ ngữ vốn để chỉ hoạt động, tính chất của con người, để chỉ hoạt động, tính chất của vật. Và thứ ba là trò chuyện, xưng hô với vật như người. Vậy bây giờ, các em hãy tìm giúp cô những từ ngữ nào đã được dùng theo biện pháp nhân hóa trong đoạn văn trên. Các từ ngữ được dùng theo biện pháp nhân hóa trong đoạn văn trên đó chính là khói vui và ngọn lửa nhảy nhót reo vui. Vui và nhảy nhót reo vui là những cảm xúc, hoạt động của con người. Khi sử dụng những từ ngữ này để tả về vật là ngọn lửa và khói thì nghĩa là tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu B, nêu tác dụng của việc sử dụng biện pháp nhân hóa trong đoạn văn đó. Vậy các em hãy cho cô biết Khi chúng ta sử dụng những từ ngữ chỉ người để chỉ cho vật, thì việc làm đó đem lại tác dụng hiệu quả gì cho diễn đạt? Việc sử dụng biện pháp nhân hóa trong đoạn văn trên có tác dụng là giúp hình ảnh khói trở nên sinh động, có cảm xúc, đồng điệu với tâm trạng con người, và khói đã trở thành một thành viên trong gia đình, gắn bó và chia sẻ niềm vui. Từ những vật vô tri, vô giác, chúng bỗng trở nên gần gũi và thân thuộc với con người biết bao. Và trong những bài văn kể chuyện hoặc miêu tả của chúng ta, các em cũng nên sử dụng những hình ảnh nhân hóa để bài văn trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành 5 bài tập của bài thực hành tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần viết ngắn. Viết một đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ, kể lại một kỷ niệm của em với một người thân trong gia đình. Đoạn văn có sử dụng ít nhất một câu có nhiều vị ngữ và một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. Đầu tiên, để xây dựng được một đoạn văn đáp ứng được yêu cầu của đề bài về mặt nội dung, thì cô có một số gợi ý cho các em như sau. Các em cần phải viết trong bài văn của mình một số thông tin như: kỷ niệm đó là gì? Kỷ niệm đó diễn ra ở đâu? Có những sự việc quan trọng nào đã xảy ra? Sau sự việc đó, em cảm nhận thế nào hoặc đã nhận được bài học gì? Đây là một số thông tin mà chúng ta có thể viết để đáp ứng được về mặt nội dung của đề bài này. Còn về mặt hình thức thì các em cần viết được ít nhất là một câu có nhiều vị ngữ và một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. Mỗi bạn thì sẽ tạo ra những câu văn khác nhau phù hợp với bài viết của mình. Nhưng các em lưu ý, câu văn chứa hình ảnh nhân hóa và có nhiều vị ngữ phải được xác định trước, chứ không phải chúng ta viết xong rồi mới đi tìm trong bài của mình xem có câu nào đáp ứng yêu cầu đó không. Vậy các em hãy lưu ý tất cả những điều cô vừa nói để chúng ta có thể hoàn thành được một đoạn văn đáp ứng được những yêu cầu về cả mặt nội dung và mặt hình thức của đề bài này. Ở nhà thì các em hãy viết đoạn văn ấy vào trong vở bài tập của mình nhé. Cô hy vọng với những gợi ý của cô thì các em có thể hoàn thành được bài tập của mình một cách tốt nhất. Và bài tập này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta tại đây. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo cùng OLM.VN.